Có không? Ôi ở chung kia xíu ra luôn rồi nè. Tới miệng luôn. Bởi vậy nó dễ ra lắm. Ôi trời đã. Ủa nhờ đây nè. Đu có. Được không được nhiều nha, nhưng mà về là im lắm rồi. Rồi ơi, trời trời. Cái gì rồi? Ngạt lẩu luôn ơi. Thôi. Rồi, vô mến rồi. Ủa, quá xa luôn cả nhau. Chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là hạnh phúc nha cả nhà. Bữa nay hai anh em sẽ đi đặt những cái lợp cá bóng nha. Đây, nếu mà cả nhà có xem những clip trước của em á, cũng như những clip đầu tay á, trong cái kênh này á, thì cả nhà thấy á, là sẽ quen thuộc, rất là quen thuộc với những cái chai này nha. Thì những cái chai này hồi trước em có đặt cá bóng cho cả nhà xem một lần rồi. Bữa nay sẽ hốt nó ra nữa, tặng đặt cho cả nhà cùng xem nha. Đặt cái lợp này á, nhặt con cái á, là nó dễ ra lắm. Nếu mà nó vô nó ăn xong nó dễ ra. Để qua đêm, hầu như qua đêm nó sẽ ra hầu như gần hết luôn á. Còn nếu mà đặt ở trong con nước á, cái nhà dở thì còn, mà để qua đêm thì nó mất. Mà được con cái á, là nó thấy được cái con cá bóng nha cả nhà, nên nhìn nó rất là đã, rất là đẹp. Chứ nó nói chung là mang ký ức của tuổi thơ á. Nên bữa nay hai anh em sẽ đặt lại bằng những cái chai này nữa nha cả nhà, cho cả nhà xem giống mình là dính cái nhìn ở trong đây nó đã nha. Còn mà những cái lợp á thì đặt nó dính nên hầu như là nó rất là nhiều, khó ra nữa. Còn này thì nó dễ ra, nhưng được cái nó thấy bên trong, nên hai anh em quyết định đó là đặt bằng những cái chai này nha cả nhà. Cũng như hồi ức lại kỷ niệm. Cái này cũng lâu rồi Yên, cũng lâu lắm rồi nè. Chắc cũng hơn 7-8 tháng rồi ha, 6 tháng à, tại 6 tháng có à. Rồi, hết gì chị hả? Thôi để chú đi, đưa sao. Đây, bây giờ sẽ đặt những con ốc nè. Ốc này bắt cầu thơm nha cả nhà. Bỏ, đập nó và bỏ vô chai và đi đặt thôi. Chờ cái con nước cho nó lớn cái đi thăm. Lớn hoặc là lớn không có rộng đi thăm. Nè, rất đơn giản nha cả nhà. Lấy cái chai 1,5 lít á cả nhà cắt cái đầu, cái chồng ngược trở lại là xong. Khoét lỗ đặng cho hơi ốc nó đi ra ngoài, đặng cá nó vô nha. Cái này là nói chung là nếu mà nhiều anh chị ở vùng quê miền Tây mà có dừa nước là em nghĩ là nhiều người biết về cái chai này lắm. Tại vì lúc nhỏ làm gì mà có tiền mua mấy cái lợp, đúng không? Nói lợp gì chứ hồi đó mắc tiền lắm. Mấy cái chai này thì dễ nè. Mấy cái chai này giống hệt là đi xin nè, đi xin mấy cái quán mà người ta bán mà cái nước uống á, là có mấy cái chai này nè. Trước đặt mấy cái chai nửa lít không chứ làm gì được cái chai này. Cái chai nhỏ nhỏ luôn nữa, chai xíu giờ mới được mấy chai này chứ. Được cái đã lắm, dở cái rô đã lắm. Là lúc có mới được vậy nha, còn không có thôi nha. Có cũng em ghe thôi. Có nguyên game ghé. Đây. Bữa nay qua đây nước cạn quá cả nhà, nên bà đặt ở dưới lòng luôn, không đặt ở trên được. Trời, lát rồi nước lớn lên xong rồi nước cạn hết thâm. Cái đầu tiên như thế này. Đặt ngược cái dòng nước. Đây. Nước chảy quá. Trời, nước lớn tôi ăn nước kẹt kiểu này. coi. Cái trà này đựng cái nhìn có cá đã lắm. Còn không có thôi nha. Cua lồng tông kinh khủng. Thôi. Quá tay bơi vòng vòng. Đặt ở đây cá luôn. Nghe mấy trũng tủng này dễ ăn lắm. Nước mà cạn á, còn nước lớn là thua nha. Nước lớn thì đặt cái cặp mé. Giờ đặt chắc cũng lâu mới có thâm được. Chiều trời nước. Cái nước thì nó cạn quá rồi. Nhiều rồi. Chiều quá mới. Trời ơi trời, cái bao nặng. Vô nước đi. Em đang đứng này nha, chứ không phải em đang ngồi nha. Cái hổ sâu ghê thiệt chứ. Đúng một khúc á. Tiếp tục. Mà có mấy cây sẵn là hay vậy. Đó, đặt này. Có gì mình... có ai đặt chưa mà thương. Có sẵn hay vậy. Thôi. Mùi căng quá. Mùi căng quá à. Kiếm cây. Cái này sâu quá. Mấy cái thủng này đã rồi. Quảng hết mà muối cắn dưới đó. Đâu cái đây có cái ô đã chứ ta. Có con lỗ sẵn rồi. À, đơn giản vậy thôi. Đúng vậy. Đây là cái lọc cuối cùng nha. Thôi bây giờ hai anh em sẽ đi về và chờ kết quả như thế nào như thế nha. Mong là bội thu. Bây giờ hai anh em sẽ thăm những cái lọt cá bóng nha cả nhà. Thì nước nó lên rồi á, rồi bây giờ nước nó cạn xuống lại rồi. Hai anh em sẽ đi thăm nha. Để từ con nước cạn lên con nước lớn rồi chuyển qua nước cạn nè. Hai anh em để hơi lâu nên nước nó cạn xuống luôn rồi. Giờ hai anh em sẽ đi thăm coi có gì không nha. Đi. Được không em? Được. Cây hẻ. Có gì không? Có gì không chứ thấy có mũi gì vậy đó. Mũi quá trời nè. Ừ. Có hả? Có. Thu. Từ từ. Đây. À, có nha. Được đây coi. 3 con. Hô đã không? Trong vắt. Mấy cái chai này đặt đã lắm cả nhà. thăm cái là nó thấy được cá bóng luôn, nhìn nó mê không. Ủa nhảy hả mày? Đây được hai em riêng cá nhỏ, ba cá nha, ba con khởi đầu nha, ba con. Bây giờ tiếp tục đi. Được chưa? Đây. Tới cái lợp này nè. Có gì không? Ôi. Thôi, ôi, nhiều nha. Có nhiều luôn á. Đây đây đây. Ôi. Bụng luôn nha cả nhà. Để ăn hướng đi. Đi ăn hướng dòm, hai bẻ vậy không đâu biết đường theo dòm. Trời ơi, nhiều quá cả nhà. Nhiều quá. Coi nè. Chắc cũng có 5-7 con này ha, chứ không hết đâu. Nè. Lát đổ ra. Cũng được, cũng im nha. Tiếp. Được, ngon. Cá được. Được. Có cá là có mừng nha. Có nhảy kìa. Không. Ai. Ủa con bự không? Đây thì nhìn rõ hơn cái lọc kia nha cả nhà. Im. Ôi. Cũng được bọn á. Cái đảo đã. Rồi tiếp. Ngon. Ngon. Ôi. Nhảy nè. Thôi. Rồi. Chết mẹ. Gì? Cái bóng lọt. Bởi mấy cái lọp này cái là nó giống hệt là nó ra cả nhà. Rồi gấp cái bóng bự rồi. Uổng ghê. Thôi kệ đi. Ôi. Giờ làm gì được. Sao bắt được. Cái lọp này giỡn cái vậy á, nhưng mà được cái nhịn mê. Nhưng hồi đó làm gì có tiền mà. Hồi đó có mấy chai nước ngọt thường nhỏ nữa, chứ không phải chai này. Lẹ quá. Noel. Cắt quà. Đây. Hello. Rồi có nha. Có. Đã nữa nha cả nhà. Có lòng tông nữa nè. Ui, cá lòng tông luôn. Chính lòng tông luôn, cá bóng luôn. Cũng 5-6 con nghĩa nha, mà cá nhỏ nó không được bự mấy nha. Lứa. Lứa à. Có lòng tông luôn mới ghê chứ. Đặt con với lòng tông luôn. Thôi im nha cả nhà. Em khoái đặt về nè, nhưng mà cái hôm phải làm bằng cái hôm cây. Mà xài cái hôm này là thua rồi. Hôm này chuyên gia nó ra được. Tại vì hôm kia nó nhọn. Đúng rồi. Ra, cá đào nó không chịu ra được. Còn này trơn lùi à. Mà hôm kia làm lâu quá. Đây được, tiếp tục. Ngon. Nhắc vô nè. Có không? Ơi. Ở chung kia xíu ra luôn rồi nè. Tới miệng luôn. Ôi. Bởi vậy nó dễ ra lắm. Ôi khổ trời đã. Ôi nhảy nè cả nhà. Ôi trời ơi. Mê ly. Đặt cái ngày nhìn vô trong đây trong suốt. Không được bự nha. Thôi mini xíu thôi. Vậy là mừng rồi đó. Được. Sợ nó ra. Được có trong gai. Có không? Đen khui nè. Cái có. Đù. Nhưng mà không được nhiều nha. Được nhiều. Được 2 con. 3 em. Một con nhỏ với một con bự với một con nhỏ xíu. Cũng được đi. Đây coi nhìn hơi mờ tí nhưng mà nó rõ hơn cái kia rồi đó. Nó rõ hơn cái lọc cây. Lọc cây không hết. Đi tiếp tục. Ngon lại. Không có. Không có nhảy à? Gì à? Vậy là biết không có rồi. Có không? Cái đèn nè. dễ vậy. Ủa xong thấy cửa quậy hết trơn. Vậy là không có cái gì. Rồi, làm này không có nha cả nhà. Đem gì luôn. Đâu rồi. Cái này quên ra kêu. Ở đây nè. Đu có. Được không được nhiều nha, nhưng mà về là im lắm rồi. Hết ả nha cả nhà. Sợ cái bóng này nó ra thôi, còn lại là không có sợ nó gì hết trơn. Im cũng được. Ngon lắm rồi. Ngon. Nó hết mọi ốc luôn rồi. Ăn dữ vậy mày. Hết biết chỗ nào luôn rồi. Biết trôi dạt đâu. Nó đâu có trôi luôn. Trời, mới chiều đặt xong mà làm dấu luôn. Cục dây. Lên nè. Coi. Có không? Có. Mà ít nha. Hai con. Có hai em mà cả nhà. Hai em nhỏ. Ok, có đỡ không? Thỉnh luôn. Đi. Trời ơi. Trời. Cái gì rồi? Nghe tao luôn ơi. Thôi. Rồi. Vô mến rồi. Ủa, quá xa luôn cả nhà ơi. Cái lọc này má ơi. Thời tới rồi. Đâu dưới đây. Ôi trời. Đen thui luôn rồi. Ở đâu có 20 con có. À, nó nhiều. Hồi đổ ra điểm gì đâu. Nó đen nè cả nhà. Đen thui lụi luôn. Hồi đổ ra điểm. Đi lên. Đi. Ôi trời ơi. Ngon quá rồi. Cái lợp ba mẹ ơi. Đi. Đâu rồi. Rồi đó. Bà là. Tìm ghê à. Rồi luôn. Rồi chất quớp. Không nào nữa. Ba mũi ba một mắt cắn quá trời cắn rồi. Cắn sưng mặt sưng mày luôn chơi. Để đổi ra thành quả nè. Thì mấy cái lọc không có dính để qua bên này. Thì cũng dính bộn nha cả nhà. Rồi đổ ra coi thành quả cái coi. Đổ ra lại cái bao. Nè. Cho nó nhiều cả nhà xem mới đã. Bộm nữa chứ không hết đâu. Ngon. Quá trời mũi cắn này. Đây. Ôi, một cái một nè. Ơi ổn không nha. Một cái một như đây nè, nó không được bự mấy thôi. Sao nó nhảy? Nhảy đâu, nhảy đây. Đây. Ôi, con nào đấy nè. Có bóng heo á. Học ghê luôn. Ôi trời. Chỉ có một cái đó nha. Ủa hai cái đó nha. Hình như đó đó. Nãy có cái nào đâu, chà bá lửa quá trời luôn đó. Đây. Đây ít. Đây có hai con. Hai em. Nè cái lọc này cũng nhiều nữa nè. Tập này không biết phải nãy không? Quá trời đất nè, hình như nãy á. Không biết á. Nhiều quá trời luôn nè. Vô một bao rồi không biết đường. Nè. Khu nè. Ôi. Mọc không? Rồi bá lửa luôn đấy nhờ. Quá xa. Rồi. Đây thì ít hơn. Đây thì có lòng tông nữa. Đây nữa nè. Cá bóng dừa. Thứ gì chịu nổi. nãy bự không? Một thú luôn. Đen thui. Lui. Còn nó không? Đây, còn đây nữa. Cái nữa hết rồi. Cái nữa hết rồi. Đây đây. Quá trời ớt. Ơi bay bay. Bay dữ hả? Quá trời luôn nha cả nhà. Cá bóng chứ phải cá bay đâu mà. Ôi. Ôi. Bóng. Nhiều lắm. Nè. Đã luôn. Ôi. Ôi trời. Ôi. Túm thôi. Ôi. Ôi. Bỏ xả luôn nha. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi trời. Con dữ đi. Nhảy quá nhảy à. Con mập mập không nè. Ồ. Cái này mà câu cây cần câu cái nó quạt đã. Nè. Cái này cái nào nấy trời bự. Bự quá xá luôn cả nhà. Ngốc lên đó nè. Thôi, giờ hai anh em sẽ đem về mần nha. Rồi chế biến món nha cả nhà. Quá đã quá đã. Ngon ngon ngon. Nhóc hết trơn luôn. Tơi bữa nay quá trời. Dạ, đen luôn. Thì cá cũng mần xong hết rồi nha cả nhà. Lạnh quá trời lạnh nè. Đó thì tính kiếm mướp nhưng mà hái mớ mùng tơi đi. Rồi hai anh em sẽ đi qua bên chòi bển á. Có còn sót cái nào không? Có còn sót cái nào không? Tới nhiều lắm cả nhà. Em nói thiệt cả nhà ha. Con cá bóng á, từ đó giờ em chỉ thấy là một món là ngon nhất. Biết món gì không? Kho khô quẹt. Nói chung là kho khô á. Còn giống thịt là chim tương nè, cái này nọ vậy chứ em thấy không ngon bằng. Tại vì lúc kho á, thịt con cá rất là cứng. Cứng lại săn lại á, ăn nó ngon lắm. Lâu rồi cũng không ăn lại cá bóng mà kho á cả nhà. Tức là lâu lắm rồi. Dễ đầu kiếm. Lâu lắm rồi đó. Thì cá bóng giờ hiện tại nó cũng hơi bị khó. Tại vì được có ở ngoài trong xẻo là hầu như là còn nhiều. Cháu quýt chín hay gì cái này? Đâu? Kìa. Đó đó. Vậy cũng thấy thêm. Sao không thấy được? Nó chín hay vậy đó. Thấy vàng vàng. Ở trong đây thì không thấy vàng lắm nhưng mà ở ngoài nhìn nó vàng hơn. Này là quýt cha chồng. Chính này để dùng cái nó bung thịt ra luôn á. Mà cái không biết có ngọt không tại không có bón phân. Để tự nhiên luôn. Giống như hổm ăn cái té đá vườn. Quá trời. Nè đặt cá bóng hơi bị đã luôn. Mà ăn cái phải đặt bằng gì? Cái lọc kia kìa nó mới đã. Lọc kia để càng lâu cũng không sao. Lọc kia để qua đêm luôn, qua ngày sau luôn mới đã. Trời cũng mới mưa cả nhà. Đây, cả nhà mời cả nhà muốn quýt nha. Ăn đi. Ngọt không? Ờ ngọt nha. Ngọt, ngọt. Vậy được. Không chua ha. Ủa tính ra trái nhiều nó chua còn trái ít nó ngọt ha. Đủ chất. Đợt này nó ra ít. Không. Chùm tơi nó che mấy cái quýt rồi. Cái quýt nó bớt ra. Nó mọc trên đây luôn nè, nó qua tới bên đây luôn cả nhà. Nhiều lắm. Chùm tơi rồi. Còn mép bên hàng rào bên kia nữa. Giật mình, con chim. Có con chim nhỏ nhỏ. Đây cái đu đủ. Bên kia còn mớ mùng tơi nữa. Giờ sẽ hái mớ mùng tơi nha. Rồi lội qua bên cậu Năm thử rồi có cái mướp này không? Nấu canh. Đi mót. Trời này trời lạnh. Có canh hấp ấm lắm á. Vừa có canh vừa có cá kho nữa. Thấy món đơn giản nhưng chứ không có đơn giản xíu nào nha. Món cực luôn. Kỳ công luôn. Rồi đi đặt không mà kỳ công rồi đó. Kiếm ốc, rồi kiếm mấy cái lợp, đi đặt. Đây, bây giờ hai anh em sẽ bẻ những trái mướp nha cả nhà. Đi qua bên chòi bên đây bẻ mới. Đây, mướp non. Đã. Còn mấy trái mướp rồi bẻ luôn nha. Trời ơi, non lắm, êm lắm. Thì tối nay sẽ nấu ăn ở bên đây nha cả nhà. Đặng có chào vô ăn chung luôn cho nó vui nha. Đây, vô hành tím, tỏi, muối trái hơi yếu nha, nước ớt luôn nha. Thì cá được như đây nha cả nhà, hơi nhiều hơi bộn luôn ấy, bằng trắng phao luôn, bằng trắng phao luôn, cá bự bự không. Đây vô cháy luôn nha. Mình nếm vô luôn nha. Nước mắm. Bột ngọt. Hạt nêm. Chứa muối nè. Chứa đường. Tiêu. Nước màu luôn. Hấp dẫn rồi đó. Thơm lắm rồi đó. Cái đồ nhắc đi. Đồ nhắc đi. Nó săn săn cái là vô nước liền. Vô nước này cả nhà. Giờ chờ nó chín thôi. Quá đã nha cả nhà. Không phức luôn. Để chút xíu nước lại chứ không có khô quẹt luôn nha. Mà đã, rồi bây giờ bắt xuống rồi nấu nồi canh cái nữa là quất. Bây giờ sẽ bỏ mướp. Trời ơi, văng dữ à. Bỏ mướp vô nha cả nhà cho nó ngọt nước. Rồi bỏ mùng tơi vô sao. Nấu một nồi canh chà bá nọn. Ăn cho nó đã. Giờ này đang lạnh nữa. Giờ mới mưa. Mốt không cũng quá trời. Mốt không. Bạ cái mướp mà. Trời, đầy luôn rồi. Nêm nếm vô luôn cả nhà. Hạt nêm nha. Muối. Miếng bột ngọt. Chờ mướp nó chín chín cái là bỏ mùng tơi vô là quất. Giờ vô mùng tơi luôn nha. Ngọt thứ chịu nổi. Quá trời. Đây nồi luôn. Đợi luôn cái nồi rồi. Nhưng mà có cái đã lắm cả nhà. Cái nồi hồi nãy trắng phao nha. Giờ đang thui rồi. Xong nha cả nhà, bây giờ nhắc xuống nha. Cúng ông bà rồi mà cả nhà ăn chung luôn nha. Đâu có rồi ơi. Thì có mời cha ra ăn chung cho vui nha. Cái bóng này đặc đã lắm cha. Mà cái nó có gà hay gì không biết. Đây nhiều chứ hả? Nhiều luôn á. Ăn đi cha. Chóc đại đi. Ăn đại đi. Tại mấy con bự bự. Tính ra bữa nay là bóng khò. Cô khô. Rồi bữa nay là không tốn tiền luôn ấy. Ngon không? Canh nè. Canh nữa. Mùng tơi nhà luôn, mướp nhà luôn. Đây, mời cả nhà con cá bóng bự luôn nha. Cá bóng bự bự. Này đầu nhà không. Mới lấy mùng tơi bự chán luôn. Ngon. Mùng tơi mình giờ quá trời hơn. Rớt. Quá gạo luôn. Mà mấy lá bự bự ở trên đất mà. Cao quá. Tính ra mùng tơi ăn lá nào cũng được, già ăn cũng được nữa. Được đó. Được cũng ngon. Già non vậy ăn được chưa? Nó hổm mướp của mình không có lên ruộng cỏ quá trời ha. Bỏ nhóc chưa? Bỏ mấy cái già. Già ngon quá. Con với Yên đi đi đâu mà cha đi làm cái cũng không ai lên cái nhà. Chứ không ai lên rồi. Trên nóc nữa. Trên nóc hết đóng nhanh. Ngon quá. Cái nóc nhà nhóc luôn. Miếng tôm đây, bà cả nhà. Tôm bự à? Tôm biết xong. Đã theo. Vô nha. Chắc này có bữa cơm về là hết chảy. Nhưng dạ trên... đó con Thái mẹ kho cá bóng rồi. Kho ăn cái lên muối lên đầu luôn. Ít ít mà ngon. Kho quạt. Nhiều quá ta. Mà cả nhà ơi. Hồi đó chuyên gia là đi chặt cá bóng. Nước nó lên nó đâu có bờ bao bờ kè gì đâu. Ở cặp mấy sông nữa. Nước nó lên vừa cá lòng tông nè. Là văng cái tay lưới ở trên bờ luôn. Rồi chiều mà có 5-6 giờ chiều 5-6 giờ mấy, nói chung là mờ mờ đất à, là đi chặt cá bóng. Nước vừa lên cái là đi cầm cái dao đi chặt. Cha ơi cầm cái gỗ cái đồ cái dao nếu rồi giấc tối chạng dạng lên nước lên là cá bóng thiếu gì. Bây giờ thì không khó cũng có nhưng mà dở hơn. Không bằng có lòng tông mới đã. Ban ngày hay là chiều gì cũng vậy, mà chuyên gia hồi đó con thấy hình như là chiều tối nước mới lớn. Nước mới lớn nhiều. Còn ban ngày nước nó không có lên nhiều chứ. Nó vẫn lớn nhưng mà nó không có lên tới bờ. Tối chuyên gia trời ơi, nó lên một cái ngập luôn. Mà ngập lên chắc tới hơn nửa ông Nguyễn. Đi trên bờ đứng trên bờ. Đi cái súng. Rồi nó hết cái khu vườn mình nó ngập hết trơn luôn chứ qua chơi qua vườn ta cũng ngập vậy. Còn nhớ hồi đó ngủ mà mất tiêu đi dép. Nó đi đâu biết. Cái trôi hết. Còn gít đồ lên nữa, mấy gít bự đồ lên dữ lắm luôn. Dữ lắm. Lòng tông thì đặt cái trên bờ luôn. Ôi cá bóng này bự dữ ta. Dạ. Rồi cả nhà ăn con cá bóng bự nha. Ngon. Ngày dính cá bóng bự luôn. Nó có bự không? Tùy bữa, có bữa dính cá nhỏ nhỏ không. Đó. Mà cái này à. Trễ cha. Tao đi cắt cỏ tao đi thôi. Đâu cũng phải quay ăn uống. Không tối. Tao quên rồi cái hũ. Chút xíu nữa xong rồi. Đấy, đủ quá. Bà mẹ làm bữa nay. Làm từ sáng sớm luôn. Đúng rồi, từ sớm. Nè, ba, lúc vô điền vô đi. Coi gì. Cái đó ăn thử đi. Điềm lắm. Mấy nha nha. Còn phải càng canh nè. Cá bóng hồi trước trời ơi, đi ở bên nội quỷ thần ơi. Đặt hồi đó cái xà di phải không cha? Phải cái đó kêu bằng xà di không? Xà neng. Xà neng hả? Cái nó bầu gì nè cả nhà. Ở trên nó lên. Ở dưới thì có một cái hôm nằm ngang á. Trời ơi, đặt một cái nhét ba ký. Hồi đó còn nhớ nhét lá chuối hay bắp càng ta. Nhét gì nhớ không? Bắp gì đó. Lá mới dầm rồi. Cứ bẻ lại nhét bắp càng cũng được. Em đặt trong vòng chưa tới một con nước. Mà cái thau giặt đồ mà thau bự kia nè. Nó nổi đầu lên khên trong. Đó quá trời luôn, giờ hiếm. Một con nước thôi nha, là giống thịt là đặt trong vòng cỡ 5-10 phút là giỡn lần, 5-10 phút giỡn lần, mà là giỡn lần mười mấy con nữa. Hồi đó ăn đó là ta ăn cá ngon không chứ cá bóng này ta không có ăn, mình đặt mình bán rẻ ghê. chê mà giờ lại mắc. Bây giờ lại mắc mới ác rồi. Giờ kiếm có ăn. Giờ đem bao nhiêu tôi lụm hết. Bây giờ đặt nhiêu ăn nhiêu chứ nuôi để bán. Bán cái thua luôn ạ. À. Đâu được nhiêu đâu. Số năm mà chơi thất nghiệp á không có làm. Đặt ngày 3-4 kg mà bán cũng không có nhiêu, người ta lựa cá bự không cá nhỏ mình đem về ăn. Ba cả nhà. Bây giờ nhỏ lớn người ta lụm hết. Giờ mình cũng để mình ăn. Hồi đó đem đi bán hết trơn. Nó đặc đỏ lắm. Với cha em chuyên gia đi câu thò lòi. Để bữa nào có thời gian rảnh rảnh mượn cha đi câu thò lòi làm bữa ăn. Đó câu cá bóng nữa, câu bóng cạn nữa. Câu bóng cạn nữa. Dữ lắm. Câu là không bao giờ có lưỡi. Như câu ăn mối vậy đó. Nó mê lắm mà câu mê. Giật nội thò lòi cho anh giật hồi chút xíu à. Cái thùng gì quên chưa? Thùng dòi. Ngốc luôn. Mà nó giật thùng dòi không? Bây giờ câu số lượng nhiều cũng hơi khó. Mở ra. Dũng hồ ta làm nhỏ là tôi muốn lắp hết. Dẹp hết rồi. Trước nó có bờ lại rồi mấy sông á. Còn giờ đâu còn á. Xẻo cũng không còn luôn. Xẻo ta cũng bờ. Nó từ từ nó lần lần cái mắt con cá hết rồi. Nó tiệt chủng hết. Nó mới cắt rồi phướng luôn nữa. Đủ thứ hết. Tôi nhớ hồi nhỏ là chắc cũng cả mấy tuổi ta mà con đi theo cha rồi. Nếu mà hồi trước mà như giờ á tôi qua YouTube đỏ luôn. Đi bắt cá bóng mà ăn cá bóng cạn cái gì vậy? Cá bóng mà nước cạn á, con kèo phướng. Bắt đủ thứ luôn, lên kèo phướng, lịch nè, rồi cá bóng kèo nè, rồi cá bóng cát nè, rồi đủ hết luôn, cá bóng diêm, rồi cá bóng canh, tôm nữa. Tôm tép dữ lắm luôn. Nó có cái hang bóng kèo đó là để ý nè. Thấy mà nó có cái dấu mà nó hơi nhắm nhám, mình thấy có cái dấu mà vô là nhắm nhám trên miệng, đừng đừng thò vô. Hồi đó cũng biết bắt mà. Vô hồi gặp gắn cái uống đảng cái rồi. Đảng hả? Đảng chứ. Là có nhám nhám hả? Mà nó cắn mà ghê lắm. Dạ. Nó con con đảng bữa mà gặp ngoài biển á. Không biết. Mấy con gặp biển á, không cha? Cha có coi không? Coi, mình ra có coi. Có luôn. Con đẻ. Mà hình như cả 2 năm nay cha không thấy con đảng nữa. Không thấy nó đâu. Giờ này thua rồi. Lịch đầu cũng mất tiêu rồi. Lịch còn nhưng mà có cái giờ thấy khó bắt người ta đánh bắt. Trước là có đâu có cống mà kiết gì đâu, giờ cống nó chặn lại trơn, đâu có cá vô trong xẻo nhiều. Mà đó đi bắt cá của đó sợ mấy con mà lưỡi húa lưỡi búa gì đó, con đỏ đỏ nhỏ nhỏ. Con đó dòm sợ ghê luôn. Thấy ghê. Như trùng vậy đó. Giờ trùng mà cái đầu thấy ghê. Nó không cắn. Đỏ đỏ. Nó ao. Hồi đó làm cái đê của mình dục lên một cái coi trời ơi chết biết bao nhiêu nữa, dưới đây xong. Lúc đó con bự, dòm như con cá vậy á. Còn cái con nhỏ. Ghê. Không ghê lắm. Đâu không biết gặp là né. Thì bữa nay nói chung á hai anh em đi đặt cá bóng nha cả nhà. Rồi đó mình quay lại tuổi thơ vậy. Sao ta? Những cá bóng ở trong cái gì? Chai nhựa. Chai nhựa. Mà nói thiệt cái nhà là chai nhựa hầu như là nếu mà dính mà để lâu á hầu như là không còn đâu, tại vì nó ra vô được. Dạ hết. Con nó dễ ra. Tại vì có vòng tròn này nè, cái nó chui qua chui vô chui ra vô. Tôi nhớ à. Còn cái kia thì nó nhọn. Nếu mà đặt qua đêm thì có thể là không còn đâu. Nói chung thì bữa nay cũng một bữa linh đình nha cả nhà. Tầm vài hôm nữa nói chung là hai anh em sẽ tân trang cái chòi ở bên bển vài hôm nữa. Rồi hai anh em sẽ có một chuyến đi sinh tồn nha. Thì cả nhà hãy đón xem coi hai anh em sẽ đi tới đâu và làm những gì thôi. Thôi giờ chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Thôi chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.